Đâu cái gì trong cái ly vậy? Giấy sữa vô uống đó hả? Đây. Còn sữa đâu? Uống ly sữa rồi đó hả? Anh pha vô giấy sữa đó hả? Đây. Anh đổ vô đó anh pha hả? Anh đổ Ensure vô đó hả? Đây. Vậy hả? Uống mấy ly rồi? Mấy lon Ensure rồi? Một cái nữa với cái quả nữa. Ồ, ê, anh bộ sữa anh pha với cà phê không cần nước nóng hả? Rồi uống có mùi không? Thơm không? Thơm không? Vậy hả? Sáng nay về trễ vậy? Làm ban đêm mới ngay ngủ. Đi làm ban đêm con hả? Mỗi bữa giờ này là anh vào ổ rồi đúng không? Thì làm ban đêm con ngay ngủ. Rồi cái áo dục của đó là không bận hay gì vậy? Còn bận không? Không rồi. Còn hả? Trời ơi, giờ này chưa về nữa. Chưa hả? Đó hả? Bớt hút thuốc thôi, không ngày còn thuốc hút hả anh? Ok. Có sữa uống là vui không? Có sữa anh vô uống vui không? Hả? Vui hả? Tại vì hôm trước có tiền người ta cho bởi anh đâu có xin hai lần phải không? Bây giờ hết tiền rồi phải không? Bây giờ bắt đầu tiếp tế lại ha, cho sữa với cà phê ha. Chừng nào hết thuốc lá hai lần cho thuốc lá ha. Rồi cần gì nữa không? Ok, vậy đi ha. Thôi về nghỉ ngơi đi, tối rồi ha. Ok. Ban đêm thức, ban đêm đi làm ban đêm. Ồ, đi làm ban đêm hả? Đi làm ở đâu ban đêm? Chỗ đường lít xanh như là chỗ đường xanh như là hả? À, ok, thì làm ban đêm thì làm ban đêm đi. Cái ông kia tối ông ngủ đó đó anh quá, còn ông nằm ngủ. Ông nằm ở xe đạp ông để rồi ông chụm mà nó ngủ. Ok anh quá, em đi nha. Dạ. Dạ, không có gì, bye anh. Giờ đi với anh Phụng xuống suối đây. Lâu quá không xuống, hồi nãy em quên mất tiêu đi xuống suối mà em quên chừa ít nước cho mấy ổng nữa chứ. Nhưng mà cũng đâu bưng nổi anh Phụng. Không? Trời bà Mai hay gì kìa. Bà Mai nè, hỏi bà ăn bánh không, cho bà ít cái bánh này. Người đẹp đi đâu á? Bói hù đi đâu xuống đây vậy? Ở dưới suối chứ toàn bận đầm bận váy không á nghe. Hồi nãy giờ sao không ra, em phát đồ quá trời luôn, nãy giờ không ra. Thì bà lúc nào có lấy, lúc nào bà biết đâu. Bây giờ còn ít bánh là lấy không? Nãy em hỏi lấy cái lạp, ông vô lấy cái lạp đi kìa. Tại mốt em quyết định đi về Canada rồi. Cái gì? Cho anh cái xe đạp, nãy giờ kêu quá trời giống nghe. Ai về Canada? Tụi em với mì là chinh chích rồi về Canada. Thì sao được? Thì dán thăm mì xong chích rồi đi vợ. Còn em thì làm dựng chi chi mít, hiểu không? Thăm mì đi theo chị hả? Nó theo, nó làm thợ hàng, nó tiện gì đó. Trời ơi, con giỏi mồ mà không chịu làm. Wow. Wow, bà cũng nhiều chiêu trò nha. Hay nha. Đâu có gì đâu, nói chung ra nè. Wow, thêm mì đi theo bà về Canada luôn nha. Trời ơi, em nói ở trên đây nó cũng lỡ trên đây luôn nè. Cái gì không phải gì vậy? Ai biết đâu, trời ơi, có gì đi. Thì cứ Mai đâu. Chị Mai. Dạ. Cứ kêu nó coi giấy tờ coi sao, có gì cần giúp đỡ chút chút hay là giúp đúng đỡ rồi, cho. Đúng rồi, giúp nhau nói đây, cái gì giấy tờ đi chụp chặt là vậy. Cái giấy tờ chị phức tạp lắm. Em phức tạp không nó. Tại em làm gì. Nó thì không sao. No. Được, tại vì nhà nước á nó nói với em là vô thi đi. Tại em ở đây 4 gần 4 năm rồi. Thì chị thi quốc tịch đó hả? Ừ. Đi cái đậu liền thì đi. Nếu mà chị có quốc tịch chị đi đâu cũng được hết á. Nhưng mà bây giờ không biết câu tiếng Anh nó gì mất trí nhớ. Chị ở đây 40 năm chị thi tiếng Việt được. Thì đó. Cái lệnh nói em á là ráng như chị đi. Chị đi quốc tịch đi rồi em giúp cho chị thêm chút tiền. Chị rồi thêm mì nó có quốc tịch đây chưa? Có rồi, nó này còn ở đây tắm. Nó còn giấy tờ không? Không biết nó hỏi em hỏi ai. Cái quan trọng. Cái quan trọng là nó có quốc tịch nhưng mà em nó em cũng mất thẻ xanh luôn nè, bây giờ em chưa báo nhà nước luôn nè. Có nhiều cái sợ người ta làm vậy nè. Chị còn cái gì dính trên người là nó còn thôi à. Còn cái gì nó không có dính trên người nữa. Còn như chó. Chị có lấy bánh ăn không? Lấy đi để em đi. Không cho người ta đi việc đây. Nói chung ra không phải chịu em chê. Đối với người ta mì nó mang bánh về hoài là nhiều cho nó lắm. Thương nó. Cho thiệt có chứ. Dạ lúc nào nó ra em nó cũng hốt bánh của em về cho chị hết á. Vậy đó em nói là sao mì nó thương như không em còn bánh ngọt nhiều lắm lấy không? Không không, mấy ngọt ăn cho em xin. Ừ em có tại vì anh Phụng để cho chị lấy mấy cái bánh ngọt anh Phụng. Cái bánh ngọt. Mấy cái cho người ta. Nào lấy đi. Một cái rồi thôi lấy. Không ai lấy chứ đạp không được. Đưa chị thêm đi, đưa chị thêm đi. Rồi thôi được rồi. Được rồi thôi để dành đi. Chiếp không ăn chiếp không? Ăn chứ. Đó, nó được đi để dành đi cái hỏi ăn không cái ăn. Tội nghiệp bánh. Thôi được rồi, rồi để ảnh đi. Để ảnh đi thôi mong chiếc không ăn đâu. Anh được rồi, đủ rồi. Chiếc không ăn hả? Cà phê lấy không? Cà phê lấy. Bà phải đút hàng mà mới lấy, bà không giữ lắm á. Cà phê mới lấy. Đó, rồi, thôi đi em Phụ.
rồi à, thì hai chị em cứ làm giấy tờ đi rồi dạ, dạ. Coi có gì cần cần giúp thì hai lần giúp cho, tại vì giấy tờ của chị. Ủa chị không đi về hả? Dạ. Chị không đi về chị đi nữa hả? Ờ. À. Ok, thôi đi đi. Dạ. Thôi đi đi. Bye chị. Trời này nóng nóng lạnh lạnh đi ra ngoài cái chảy nước mũi. Anh Phụng biết sao không? Hồi đó giờ á em cho liều đó không à. Thành ra em nghĩ rồi, em mua liều 1-2 người là cái liều đó 1-2 người đó. Mà sao anh nói nhỏ để em coi nó nhỏ tới cỡ nào đã em biết được, em đổi cái khác. Chứ mùa đông tới rồi. Cái chân không rồi có nhớ xuất thuốc không? Ủa? Rồi sao hôm nay người ta không có kêu đi làm hả? Không, hôm nay anh đi ngày mai cũng không luôn. Vậy hả? Thứ tư mới làm. Thứ tư hả? Dạ, thứ ba nha. Vậy hả? Ủa chị đẹp này tới ngủ đây hả? Đâu có, nhà em chưa bán mà. Đâu dạ. Có bán cái nhà nào đâu. Gọi nhà này ai? Nhà này. Ờ thì thì điều hai người đó anh Phụng. Nhà chị ở đây hả? Không, tôi chưa bán nhà tôi. Biết rồi, nhưng mà giờ nhà này ở đây của chị với gì? Thấy hình Phật rồi là biết chị rồi. Thì bây giờ nó mượn nhà của tôi mà nó không chịu trả thì nó ở đây ở đâu vậy? Nuôi mèo nữa hả? Nuôi mèo, nuôi chó, nuôi sóc rồi đủ thứ rồi. Wow, vậy hả? Wow, có nhà mới ha. Đây nó quán nhà, cái liều. Ồ, cái liều quá. Ok chị. Nhà tôi quay chết thiệt mà. Ờ, ok, ok. Ok, hiểu, hiểu. Cũng biết nói cái nhà với cái liều. Con của chị chạy xe đẹp lắm á cả nhà. Giờ này mấy giờ rồi? Để hai lần coi mấy giờ nha. Còn nhiều không? Còn nhiều bánh không? Còn nhiều bánh không? Thôi đây cả đống người để lại coi đủ không á. Bà đó có, bà có con lo. Con bà chạy xe đẹp lắm á. Thấy không? Thấy không? Anh biết không? Con bà chạy xe tốt lắm á. Ông Tứng nữa kìa. Bắt bắt Tấn nữa kìa. Anh Thành lúc nào ảnh không cần mượn áo hay gì á. Nhớ nè. Thôi đừng có xạo, có cho cũng không bận nữa, thích ở trần. Cầm hay quan vậy. Được, cầm hay quan. Đưa xe mạnh nó mặc luôn, tôi đâu lấy đâu. Ờ, biết rồi, biết mặt rồi, biết mặt rồi. Ai ai ngồi đó vậy? Ai cua mày dạ. Để xuống đây, để xuống. Anh Tấn lấy bánh ngọt ăn không? Anh có không? Anh Thành lấy bánh ngọt ăn không? Mày chặt, mày chặt cái giùm tao liền đi. Chặt cái gì vậy? Cái hút thuốc. Trời ơi, đừng hút cái đó, nó bị cancer đó. Nó không thuốc lên sao? Anh Phụng nãy lấy đủ không phải anh Phụng? Đợi em chút anh vô coi cái liều. Ra đây em nhào nè, ra đây. Tại nhà khác tao rồi. Cứ đụng hoài thôi. Không cần đụng, để vậy thôi. Đâu? Vậy hả? Vậy lấy xe đi liền, thấy không? Mặt Quang không? Đâu? Quang quá nhà hả? Quang mới vừa đi mua nước đá. Vậy hả? Vậy hả? Mới ăn xong. Không lấy hả? Không ăn cho nó ăn ngọt cho nhiều. Nhà dễ bị người. Dễ bị ra da bị đẹp. Nhà người, cho không mà nói chung không có nước hả chị Lành? Nãy cho ngoài một thùng. Trời ơi, phải cho một thùng luôn á. Dưa hấu kìa. Dưa hấu đó, dưa hấu nhìn tôi hoài. Dưa hấu này giờ tôi hoài tiền quá. Sẵn có đá đây nè, có dao kìa. Lạnh này. Nếu cà phê còn chứ không trà. Anh không muốn cà phê anh Tấn. Không, không bao giờ. Vậy là Thành không ăn đồ ngọt phải không? Không. Thảo bị đai cho bị địch chưa? Thảo bị địch, anh Tấn. Thành nó là đâu? Quốc thời buổi nào bị đai cho bị địch hả? Thiệt lắm. Vậy có rất là nhiều. Vậy dễ 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 Em mà ăn nữ mà hai người vui lắm. Em đừng ăn, em bị tiểu đường á. Ông ơi, anh Tấn đây nè, để anh ăn cho. Chứ chị nói tôi thích tiểu đường. Cái này để chừa cho anh qua. Hồi nãy quên xuống đây mà xuống đây cũng không bưng nổi nha. Không bưng nổi nước.
Khủng ơi, biết bấm không có chừng nổ không nổi. Cái vụ này luôn mà. Lạnh rối chứ. Cái này có người ta cho em, người ta cho em thường luôn á. Mà có một cái là người ta cho bánh office nhiều lắm, bớt tới như vậy đây cho là mấy cái. Giá giá rồi, giống như muốn nhỏ cho cái này đỉnh chưa bom. Trời bom lên. Em cũng không cho. Em cái loại em cho là gì? Em nói gì? Quang nha. Rồi, cảm ơn. Sao đi làm thì ngày, sao? Ngày không đi làm là anh sẽ đói. Tại sao đói? Vì cả anh em mày sẽ đói. Tại vì ngày không đi làm. Trời ơi, chị mua bình nước đá ngon lành vậy chị? Không có thiếp. Không có thiếp. Sao uống hết? Nghĩa là không có bo cho nàng. Trời ơi, khổ lắm nàng ơi. Ồ. Chị đâu có đi chợ hoài đâu. Em mua này uống cái 2 ngày luôn. Ồ, tại vì không biết ở dưới đây ai cũng có thùng đá không chứ. Có là em sẵn sàng mua nước đá cho mọi người á. Thấy không, thùng đá là gì? Mà chị hay đi cho người ta vậy á. Ê, hồi mày chị thương này nè. Hồi lâu. Mày đã lừa á. Cái chị lấy cái thùng mút bự vậy nè. Chị vô động nó cho diện thùng luôn á. Mặt ra nồ người ta cho hả? Dạ. Cho là cho mình lấy làm sao? Cho mình vô đơn hùng cái cầm vô nó xúc đơn hùng cho mình à. Vậy hả? Dạ. Có vụ đó nữa hả? Vậy thì mình cái gì cho cũng đỡ chút tiền cũng đỡ chứ. Chứ mà cho nó em cho không biết á. Mặt ra nồ ở đâu? Ngay chỗ cái video nè, đây nè. Chỉ cho chỗ đó cho thôi, mấy cửa kia mới cho hả? Em không biết. À. Mình vô mình đưa vô là nó cho mình vậy đó. Dạ. Wow. Một hồi nữa tính. Nói gì? Cảm ơn chị. Anh Tấn thấy trái dưa hấu với bịch nước đá là ảnh mình nữa đi đá nha. Dạ. Thằng nói gì thằng? Còn anh nuôi. Ê bro. Ở đây giờ đông quá hả? Anh này em gì? Đâu tới anh em mấy này lên chơi. Chó anh hiền không? Chó anh hiền không? Hiền chứ bro mà. Bro. 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 Đi bro. Bro. Đi ra đi bro. Lên lên chơi nè chứ đâu. Quân trứng ha. Anh nuôi hình như em có gặp cho mà rồi mấy lần rồi phải không? Em có gặp anh mấy lần đúng không? Hôm nay tóc dài quá. Trời mới cho bánh hết trơn luôn rồi. Anh nuôi. À, anh ở đầu xuống bên kia hả? Không, ở trên cánh cửa. Thì cá Capitol là đầu kia đó. Anh lên trên này là ở gần khu mấy anh này nè, cho đồ nó dễ. Ở dưới đó nhiều khi anh biết sao không? Cái thứ nhất vô không có nhiều người. Cái thứ hai á đi vô trong chổng vắng lắm, không dám đi. Ông thần nước mặn này nữa nè. Hello. Khỏe không? Tháng 10 ngày 23 ra cắt tóc nha. Anh ơi, tháng 10 ngày 23 ra cắt tóc nha. 23 tây tháng 10 vô thứ tư đó. Em cắt tóc, có tóc anh dài lắm rồi. Anh cần phải cắt tóc đó. Ủa ở bệnh đau xương sống á. Để em coi em có gì em xốp cho anh chịu. Mình gặp lại hai lần con người mình tiếng giống như là nhẹ nhàng tí. Quay. Còn không còn mình cái 2-3 ngày không gặp hả? Có người tiếng nặng như thế biết hồn mới tới. Trời ơi. Vụ gì nữa? Nghĩa là có đồ ăn no mới đi nổi. Trời ơi, khổ này ơi. Biết đâu. Nổi. Anh nói thẳng vấn đề đi, anh nói vòng vo. Giữ thẳng vấn đề á. Có đồ ăn no thì như đi nổi. Còn đuổi phải bò. Trời ơi, kìa cái bò ra vậy, cái tiếng còn đúng rồi. Anh này tên gì? Anh này anh Kiều, anh Quốc. Anh Quốc hả? Thằng chi em nhìn cái thùng đồ của em không có không ha. Bên đây. Biết. Lấy dùng hết rồi. Cái thùng đồ em chừa anh Quang, em nói nãy em chừa nhiều lắm mà sao cạn đi, thì ra là anh cầm trên tay anh là em biết. Hả? Anh này Vinh Phụng kêu lấy đi. Anh ở khu nào? Sát tính. Ồ vậy hả? Không dám sát đâu. Anh Quốc hả? Anh Quốc phải không? Không biết sát rồi hả? Dạ, ngồi cái anh kia tôi dính luôn đâu á. Không có đâu, đi qua bên đừng lo, không có sao. Em má hỏi cũng muốn quay lắm mà sợ gia đình buồn. Không sao đâu, không sao anh. Mình đâu có ấy người ta. Nhưng mà hồi nãy em cho ngoài thư viện nhiều lắm. Cho người nào nấy ôm không không hỏi luôn. Con đi đâu có cái gì vậy? Mấy người này đem về cho Quốc lấy. Cũng chia sẻ. Đi khoảng quá bà ơi. Dò lông đồ có kêu Quốc lấy. Dạ, em cho đồ nhiều lắm. Hồi nãy thấy thứ hai ít ai cho bởi em đem đồ em cho. Anh nuôi nè, anh cũng đã từng nhận rồi nè. Quốc khi ra ngoài từng bận tối ngày không có ra ngoài. Chuẩn bị vô lạnh bắt đầu em khắc vớ.
phát mấy cái đồ ấm mùa lạnh. Không, ngày nào cũng phát chứ em à, em ra đây em ở kế mấy anh quá. Bây giờ nó là nhà làm đừng. Vậy chứ giờ em đi phát ngày nào em phát, kinh phí thì em có. Em làm cái này là để em kiếm kinh phí em giúp đỡ mấy anh đó. Hiểu chứ, cũng vậy. Bởi vậy anh Tứng ảnh biết đó, em cho đồ dữ lắm. Dưới cho quay căn nhà mà khỏi quay tôi. Quay gì? Bởi vì quay căn nhà ngoại ô của anh hả? Khỏi quay tôi. Quá ngoài tôi đi quảng cáo dân mày kinh ngoài. Căn nhà bên suối. Cô chú anh chị em coi bấm cái nút đăng ký rồi. Để tên anh nuôi vô. Anh nuôi rồi gia đình anh cũng ở đây luôn hả? Phải, hả? Ổng không dám trả lời, nó không sợ tiếng ông lên tao biết nữa kìa. Một thời quanh liệt đó. Vậy ha, một thời quanh liệt nổi tiếng đó hả? Ờ. Bữa nào nhiều khi có duyên quay anh nuôi sao đâu biết được ha. Nuôi lão đại đó nha. Ba má chết hết rồi, còn mấy đứa em mà tụi nó còn bên tết xịt hết rồi. Ờ. Lúc đó còn cái nào ở đây đấy. Ai? Mấy đứa em á. Em của ai? Em của em ruột á. Của anh hay của anh nuôi? Anh lỡ bển thì anh đâu có xuống tới dòng suối này. Lai ơi, sao giờ này em còn ở đây? Lai đó, Lai nó vô niềng hay là nó nói là đèn mà lên đèn, lên đèn là chị phải về cho em nghe chị. Nhưng mà chị Lai, chị vẫn cãi lời em. Bây giờ chị vẫn còn ở đây, chút nữa em đưa chị về. Má em gọi, em cho chị chút được không? Em muốn mùa đông em có túi ngủ không? Em muốn mùa đông em có liều không? Thì đó. ép nó giống vậy chứ. Ép dầu ai mà ai nào ép duyên kìa, khổ quá. Bây giờ em ép nó đợi em. Em ép nó đợi em. Không sao. Nhạc em nói nó. Em nói đó, nó phải đợi em. Trời ơi, nó bận áo đẹp dưới trời. Nhàn có bo gì ở đâu vậy? Có bo gì coi gì vậy? Đừng dán bụng nó, chị sợ mày quá. Nhàn có bo gì coi kia là khỏi sợ. Nó dán bụng là mình thấy mình sợ muốn chết luôn vậy. Ừ. Cái bụng to hơn cái thiếu đồ ăn. Ờ. Cái bụng ổng bự mình lép, ổng cũng ngang ngửa với mình mà ổng cũng là đẹp nổ chảnh nữa. Anh Phụng cái liều đâu anh Phụng, quên đó cái liều này hả? Ok, để lại có cái liều nè, liều của em mới đưa á. À, anh nói là cái liều hơi nhỏ, quên. Trời, cái liều vậy mà ổng còn chê nữa nè. Hả Phụng? Cái liều vậy mà còn chê nhỏ nữa hả? Anh Quang thấy ok không? Nhỏ, hơi ngắn thôi. Ngắn chút thôi. Ngắn cái, nằm, cái chân nằm, hả? Ừ, nằm xíu thôi. Tại cái liều này em mua 1-2 người á. 1-2 người nằm được á. Nằm xíu thôi. Vậy hả? Nó hơi ấy. Rồi sao anh không để bằng mà anh để nhỏng vô gốc cây gì vậy? Dạ. Nó hơi nhỏng cao lên hả? Hả? Không sao, ở trong nó nằm không sao, có lót ấy. Rồi giờ anh làm này gì nữa vậy? Chê chê. À. Chê lên trên. Tới mùa lạnh đi, em cho thêm tấm bạc để chùm lên. Ờ. Ha. Ủa ai ở trong đó tới hụ trong vậy anh? Có ai ở trong đó không? Cái đó không biết à. Cái là... Anh Quang ai ở trong vậy anh Quang? Ủa anh Phụng chứ? Có người ở trong đó mà sao ở gần đây mà không biết ai hả? Vậy hả? Hồi nãy quên cho anh mía anh xua nữa. Bữa nào em ra em đem sữa anh xua cho anh nha. Ha. Cho uống chứ làm gì. Có chưa? Có chưa? Xạo, bữa hổm thấy anh xua mừng chết nè, không thích anh xua dốc. Vậy giờ thích gì? Hả? Hôm nay không có đi đâu hả? Không, mà hôm nay không đi xe chạy vòng vòng chơi hả? Xe đâu chạy, có xe thì nó chơi nữa, xe chạy. Thì có người rước anh đi chơi. Cái liền mới đưa nãy bằng cái này ra. Bự hơn. Mở ra coi. Mở ra liền đi. Mở ra đi. Mở ra coi nó bự bao nhiêu, hai lần cũng chưa từng biết nó bay lớn nữa, mở ra coi thử coi. Em thấy cái liều này ok mà. Phải không anh? Nhiều khi mình không có chỗ bự, cái liều này em thấy ok, phải không anh Quang? Ừ. Chứ nhiều khi mình không có chỗ, liều bự quá chỗ nào mình để. Bây giờ anh đốt lửa hay gì anh? Làm cái đầu đó đi chị. Mỗi lần anh về dưới kia ở, bây giờ lại quay xuống đây hả? Ở đây ok hơn hả? Ở đây người ta cho đồ ăn đồ này kia nó ấy hơn. Ở dưới kia xa quá. Ông Tứng, ông vẫn không chịu lên đây hả? Không, không chịu. Ông nó quái gở vậy, ông lên đây thì mới giúp ông nhiều được chứ. Trời, Hiếu mập giờ nó còn đi đâu nữa. Hiếu giờ này còn đi đâu nữa vậy Hiếu? Hiếu.
cười. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn, sao không lên đây ở cho vui? Em đây coi đó, đi coi đó. Anh Tuấn, sao không lên đây ở cho vui? Không, Tuấn nhà ở cái am. Hả? Thằng biết không, cái am của Tuấn là chỉ có là nàng tới nghỉ ngang. Nàng tới thì không biết sao thôi. Không anh lên đây, anh vợ lên đây đông người mới mốt quá hay là anh đẩy đầu vô giúp một lượt luôn? Không được, tại vì cái am ở dưới đó là cái chỗ, là cái chỗ để mà coi những con cá chép, những con vịt, những con nhạn này kia. Rồi bắt đầu hả họng ngước lên trời, cái chờ sung rụng xuống. Mở cái lều với ảnh. Bạn dạ Lai ơi, em cứ đi về, nghe Lai. Chị chọc em vậy thôi nha. Chị ở đây nhiều cao thủ lắm, không sợ đâu. Bạn em, bạn chị không à. Chị hôn cái là nhóc lính đó đó. Trời ơi, em không còn gì cho anh, em khó chịu quá. Không sao. Anh Phượng, anh còn đồ gì không cho anh? Anh nuôi ít đi, mai mốt hay là đưa cho anh thêm. Mấy cái đồ em cho hồi nãy còn gì em chia cho anh vài món đó. Ở nhà anh cũng chia. Anh Phụng nãy anh cũng không lấy gì nhiều nữa. Còn gì không? Còn gì không? Đi về con. Nếu ấy thứ tư em ghé. Anh thôi, anh không có ra ngoài, không có dặn anh mất công lắm. Anh này tên, anh đó anh nuôi, anh này tên gì quên rồi. Anh tên gì? Anh tên nuôi hả? Vậy anh kia tên gì? Tên Quốc. Ồ, anh kia tên Quốc mà nãy giờ kia nuôi hoài à. Giờ nào đi về đó. Giờ anh đi về đó. Anh nuôi thứ tư buổi chiều em phát bánh mì á. Thứ tư buổi chiều, thứ tư. Sau 3 giờ. Mai 11 đó hả? Đúng rồi. Hiểu rồi. 3 giờ. Sau 3 giờ thì 3 giờ là 3 giờ là chắc 3 giờ 4 giờ. 3 giờ. Đồng hồ rồi chứ. Cái xuống mà xuống bắt chúng bắt thiên linh. Vậy khi đi ra cho thấy nàng vừa lên xe quay đi. Trời ơi nàng ơi, anh vừa ra nàng đã đói rồi nàng ơi. Đồ ăn đâu mà ăn. Vậy ăn cỏ. Châu hoàng ăn cỏ không chết, không phải mình ăn chết à. Anh Phụ Minh có cây đèn trong trọng á hả? À, đâu đưa cho cây đèn đâu, cây đèn đó đem coi coi. Đem coi, đem coi hai lần coi. Không chỉ có đèn dương lên mùi miễn cây về xài lên. Mình thay đèn cây hoài. Quang đang làm liều. Hào đồ quá. Chảy gì hao đâu quá. Cái này ai mua vậy? Mà chị mua hả? Mà mua nhiêu tiền vậy? Cũng có lý quá. Nó xài được bao lâu? Có chặt pin không? Không. Đâu cây ở bụng. Hai pin hả? Hai pin sợ mấy người không có ấy thôi. Tại em muốn kiếm cái nào giá cả phải chăng em mua cho mấy người dưới đây nè. Nè anh Phụng. Cái cục mình đã cho mấy cái bự nha. Nè anh Phụng. Không có cái đèn pin, cái ủi giống như ở đây nó cho nè. Cái gì? Cái đèn mà đèn nó có liên cái đồ. Đâu? Đâu? À, anh có ở đây. Cái đèn dùng năng lượng á hả? Cái đèn dùng năng lượng, nó chạc năng lượng vô hả? Năng lượng nhưng mà cấm điện luôn. Ờ, cái đó khoảng chừng nhiêu tiền biết không? Tại vì em đâu có, không có đây hả? À, phải có, em phải coi cái hiệu em biết. Phải có, không cái vỏ anh cũng để đâu. Phải có, em coi cái hiệu em mới lên em check giá bao nhiêu. Có gì đâu đưa coi. Ờ, đưa cho hai lần coi coi. Anh Thành biết nhiêu cái không? Ờ, đưa đây em mua, em cho mỗi người dưới đây mùa đông tới nè. Rồi để hai lần coi, hai lần nghiên cứu tặng mấy anh dưới suối nha. Nếu mà mười mấy 20 đồng ok. Tại vì một anh biết mùa đông em tặng không? Nếu mà mua xuống nhiều chắc nó tính rẻ lại. Không có anh. Không. Tại vì anh thấy mùa đông em tặng không? Anh thấy cái tấm bạc này có mấy anh biết mua ở đâu rẻ không? Chứ em mua cho nó 30 mấy đồng tấm bạc á. Dạ, một tấm bạc mà cho một cái che một cái liều thôi là 30 mấy đồng. Một cái liều là trên dưới 30 đồng. Một cái túi ngủ á là từ 25 chia tới 30 đồng. Thấy không? Tại vì á, nếu mà một người mà mùa đông mình cho vậy là trên 100 đồng. Tại em thấy mùa đông dạo này tối thì em tính mua thêm đèn để cho mấy anh xài buổi tối á. Hai em trai sao xuống đây chạy gì cưng? Tới ngồi chơi tiếng một chút. Ồ. Tưởng xuống đây thấy chị hai lần xuống đây xuống làm gì? Cái con gì gai á? Cái gì gai? Bodyguard hả? Bodyguard, yes. Xuống làm bodyguard cho chị hai lần. Ăn chạy vậy? No, tại vì
cho anh Phụng cái liều đó mà anh nói nhỏ chị muốn xuống gì coi tại đó gì cho liều đó. Cái đó là một tới hai người đó. Còn cái liều của anh Phụng này đưa cái liều này ba người nè. Cái liều đó mà ồn rau 30 mấy đồng rồi đó cưng. Bởi vậy mà cái liều này bự hơn chị chưa biết giá nè. Ơi đâu hiệu đâu cái này nó chạc vô sáng dữ lắm vậy hả? Ừ. Anh cái này là xài cho cái gì với cái gì? Nó chỉ chạc vô xài thôi à. Chạc vô xài thôi hả? Ừ. Nhưng mà nhiều người ta không có. Trời ở đây mà giờ ai không có ai cũng có điện sao? Ở đây ai cũng có đó. Cái hiệu nó là nào? Đó cái đó. Cái hiệu trước nè. Đó. Ờ chữ này hả? Dạ. Cái này nhiêu cái anh biết không? Rẻ à, chị chắc với online rẻ rẻ. Rồi cái hiệu này ha mà ừ. Xài bằng cái gì anh nói gì? Chạc á. Chạc pin thôi phải không? Chạc pin thôi à, chạc nhưng... vô là mình xài đã lắm, nó sáng lắm, hỏi lòng con sáng ghê lắm à. Nhưng mà lâu ngày cục pin nó chai là hư hả? Bỏ. Không hư nó không hư đâu. Không dễ gì hư nó đâu. Anh xài bao lâu rồi? Cái này cũng anh cứ cởi trần rồi, tháng rồi đó. Không có quay cởi trần được. Này. Anh xài 2 tháng rồi hả? Nó không nặng. Cái cục đó bữa nhiêu bữa không á? Cái nào? Cục mà nhà, mình nó đưa cho bữa hôm á. À cái loại ấy đó hả? Ừ. Loại mình chạc có 2 cái đèn. Cái loại đó thì nó có 6-7 đồng những cái à. Ừ lấy cái đó được ơi. Cái đó xài lấy cái đó cũng được. Cái đó là cái nào? Mấy anh muốn cho em coi nhưng mà em nó cho anh biết cũng mặt. Phải chạc vô. Ừ chạc. Tiền đó. Anh cũng phải chạc thôi à. Nhưng mà phải biết hiệu gì? Không, cái này là ngon nhất là mùa đông là cái này là cài ngon nhất mà nó vừa là hit luôn á. Mạnh à, nó ấm lắm. Nó hít nhưng mà nếu mà xài hít thì xài được bao lâu? Đâu cái này mình chỉ mở đèn nó lên là nó là hít luôn. Nó nóng luôn hả? Nóng luôn. Nhưng mà cục pin như vậy anh chạc nó last được bao lâu? Thì nếu mà chị chạc nó mà đầy lên nó lên đầy 4 lớp này á là chị xài hơn nửa đêm rồi. Hơn nửa đêm là nó hết pin. Chị xài gần tới sáng rồi đó. Anh Quang. Gần tới sáng là nó mới hết. Ờ, nó lâu lắm, này xài lâu ghê lắm. Chứ còn mấy cái này 10 mấy đồng đúng không? 10 mấy đồng. Ừ. Ok, để em về. Để em về luôn thôi. Chị Hương chỉ mua em. Cho mượn cái ừ. Chạc cho bàn chạc đầy lên luôn á, xài khoảng chừng 10 phút họ hết nè. Còn cái thằng này em có chưa? Vậy hả? Thằng này nó xài đã lắm. Ok. Em có chừa cho anh ít đồ nhưng mà anh chia hết miếng rồi còn miếng vô chổng hốt cũng thôi thôi mất luôn à. Thôi em chia miếng xăng. Chia miếng xăng với anh Quang được rồi. Về chết luôn liền. Anh Quang lấy xăng chi vậy anh Quang? Đổ vô xe thằng. Đổi xe nào? Đó xe. Ê cái bình này sao được mấy cái lỗ vậy? Vậy hả? Lỗ anh. Lỗ mới tao mà tiếng xíu à. Ok, nhỏ mà. Hai khỏe mà chú. Mình đi mua nước đá vậy ha anh? Ờ mua nước đá vậy. Vậy hả? Có lý quá. Cảm ơn anh Thành nha. Dạ, lấy thẻ chị đó anh. Anh lấy thẻ của anh sẽ ghét còn 10 mấy đồng tôi vừa cho. Cái thẻ luôn cũng được. Gì anh? Cái này để cái tấm che lên là ngon lành. Cái gì? Cái gì nước không vô mấy anh? Cái tấm bạc hả? Ừ. Không là nước nó vô nó ỉ nó bực lắm. Ủa cái tấm bạc kia dời qua thôi. Cái liều của cái liều kia có anh Phụng rách rồi hả? Giờ như thế nào nó muốn sụm mà ờ nó sụm mới sườn hả kia. Cái liều cái tấm bạc nó nhỏ hả anh Phụng? Ừ cái bạc không có không đủ. Cái tấm bạc kia nhỏ hả? Tấm bạc đang xài á nhỏ hả? Không đủ. Nhỏ thì anh lấy tấm bạc đó anh cho anh Quang đi rồi hay là anh cho anh tấm bạc khác? 12 nhân 4 gì no. Tấm bạc của em thường thường là 14 16 nhóc này ở tuốt trong đó vậy đó hả? Hồi nãy dưới đó lên giờ đi xuống lên lấy đồ lấy cái mỏ anh đó. À, em cứ đi thẳng hoài nha em đừng có ghé Sơn Trang nào nha, ghé Sơn Trang của anh nha. Sơn Trang của anh có gì đâu ghé? Không có trời ơi. Cảm ơn này vô mà quà quả cái là đạp lên anh. Nếu mà tấm bạc đó nhỏ với cái liều của anh lấy tấm bạc đó anh cho anh Quang nha, rồi hai lần sẽ đưa tấm bạc lớn cho anh để che cái này. Ok, okay. Ừ vậy đi, vậy dọn hàng hả? Hả Quang nào? Anh Quang này nè, anh Quang kia có rồi, anh Quang này cái liều anh đang không có nè. Ok, ừ rồi em đưa tấm bạc khác cho. Ừ anh Quang có gì anh lấy cái tấm bạc của anh Phụng nè. Không không biết nhưng mà ngày mai để ngày mai thì hai lần chưa đưa tấm bạc cho anh được đâu. Tại mai em đi làm.
Đúng rồi. Thì chừng nào em đưa cho anh Phụng thì anh Phụng đưa cho anh tấm bạc đó. Okay. Tại của anh nhỏ anh đắp qua đây được, em đưa tấm bạc lớn cho anh ha. Ok. Vậy em đi về á. Ờ, ông Mía không có cây đèn nữa kìa. Đèn Mía là gì vậy? Anh Mía xài đèn nào vậy? Đèn pin hả? Đèn pin hả? Anh Mía đèn ánh sáng quá kìa, đâu coi coi. Đâu coi coi. Trời ơi, nhá. Đưa mượn coi. Đưa mượn coi coi mua cho người ta. Không có mua cái đèn này mua không được đâu. Sao vậy? Không mua được cái. Sao vậy? Thì mua kiếm không ra đâu. Mua ở đâu vậy? Cái này là tao cho chứ không phải là mua. Ok, không được thôi. Ok. Nếu mua được thì mua cho người ta thôi. Nhưng mà cái này mua không được. Ok, không sao. Tại em thấy đèn, em tính mùa đông em cho mọi người đèn thêm, mà em muốn coi cái nào tốt mà giá rẻ cho ai cũng xài được, em mua em cho người ta thôi. Còn mua không được thôi, không sao. Thôi đi anh Phụng ơi, lên rồi. Tối rồi, em đi lên đây. Đi. Thôi em đi lên anh Quang ơi. Ok, mấy anh lên đây rồi, dễ phát đồ rồi. Gần gũi dễ, ai cũng cho được hết. Dạ. Bye anh Quang ơi. Bữa nào rảnh em đẩy mì ly rồi xuống đây nha. Hỏi về tính đi mà trong người không khỏe bởi không đi được. Bye anh nuôi nè. Nhà không khỏe thì nhà đừng có đi ra gió bệnh hoạn cái rồi. Em không ra gió mà em ra xương. Bây giờ em đang ở đây đang ngắm xương. Hoàng hôn đấy, đã xuống rồi. Xương á, trời buổi sáng. No, tối có xương nha. Chưa buổi sáng thôi, chưa tối tối là hại á. Ờ đúng rồi. À, sáng sớm á. Đúng rồi, đúng tại rồi. Tại vì khi mà cái nhiệt cái bông nó nở ra thì nó phải lúc cái chu tập vô mà vào. Ừ. Ủa giờ anh ra ngoài trước nữa đó hả? Giờ tính phải vòng vòng về Sơn Trang này ngọn mình nó buồn quá. Mình tính định ra order ký đá về ôm cái hàng nào tăng. Thôi anh Tấn anh ra rồi anh Quang khỏi đi cũng được anh Quang ơi. Ờ anh Phụng. Anh Tấn anh đi rồi, anh khỏi đi cũng được, anh đi với anh Tấn. Nếu mà anh muốn ra ngoài. Anh Tấn anh đi rồi. Hả? Ừ, ok ha. Cảm ơn ha. Em đi với anh Tấn. Làm á, cái ngày hết cái việc vẫn còn. Anh Tấn, đi vậy anh đi không ạ? Anh đi với hay là luôn anh khỏi nhờ anh Quang. Rồi, để mình đưa thằng đi cho. Bye anh Quang nha. Dạ, bữa nào em xuống. Bye anh Phụng, cảm ơn anh Phụng. Hả? Thứ tư phát bánh mì. Buổi chiều. À, mấy giờ? Thì vậy đó, 3 giờ trở đi ha. Có mì gì? Mô Phật. Giờ chưa gì nó đã hỏi ăn gì rồi. Lai chưa về hết cân. Mô Phật là biết cái mì chay rồi. Hả? Dạ chưa. Sao nãy đòi về rồi. Giờ nó má em kêu về ở đây rồi. Good. Hả? I'm sorry. Em went out of food. Sorry. Ok. Thôi chị về trước. Hai đứa chị đi với anh Tấn á. Bye bye bye. Trời ơi. Lần đầu tiên hay lạnh xuống đây giờ này anh Tấn. Nàng xuống đây á, nàng hãy cho anh em biết nàng xuống giờ tối này đâu có. Hồi nãy em xuống em xuống em coi liều thôi. Ông Thành giờ ông vô liều quá ông rồi. À, ông về đang ngồi trong lâm sàng rồi. À, tại vì cái thật sự cái khúc này đi xuống em không có sợ mấy anh này, em biết hết à. Không phải hả, xuống này không có gì á, chạy chỗ này là chỗ tuổi lên tập chó hả, chạy một chỗ cảnh sát hả. Ờ ở trên phía dưới đây hả. Ờ tập chó hả. Ờ chơi của nít này vô chỗ vô phía trong á phải không, thì nó hơi gùm gợn với thôi sâu quá không dám đi. Anh ơi, ở chỗ đó tâm linh rất là nhiều. Ờ vậy hả, là tất nhiên nhiều người phụ nữ ngồi trên cái đung đưa quả vậy vậy đó hả. Anh sợ hả? Trời ơi, trứng hồi nhỏ tôi muốn ngồi như vậy ở Việt Nam mà. Vậy hả? Cho dễ nó dữ đó. Ồ vậy hả. Ủa anh Tấn đi đường nào lên, em đi đường này anh đi. Cái dốc này anh lên anh đi rồi đằng kia. Không đi này lên chứ. Dốc này nặng như nổi. Em đi dốc này không anh đi được không? Được cũng được nhưng mà. Cái xe anh đẩy đâu được? Đạp gai á. Buổi tối đi đạp gai á. Em đi đường đó hoài à. Tại cha kỹ dục lắm. Ba cái thiết luôn nghĩ lo cũng dơ giấy. Đi đường này chắc ăn nhất rồi. Đó là thẳng ngay ra gà nó chắc ăn nhất. Rồi giờ anh đi ra anh làm gì? Đứng dùm đồng chơi á mà. Vậy hả? Anh ra tối không à ha? Mượn đèn vậy coi có ai có dư đèn kia đây không mượn. Đèn á hả? Để em về em mua em cho nghe anh Tấn. Tại chúng ta đèn cày mà nó hào đồ quá, đèn cày mua cũng mất không. Thôi để em về em kiếm đèn em mua em cho. Nhưng mà mấy cái đồ đó anh phải xách theo để mất hết á. Bây giờ chính bây giờ của đó nè. Mới hai bình nước đây uống hết rồi đó hả?
sợ còn bệnh chứ nè. Kìa, anh thay bình không kìa. Không, cái này bình mới lấy bên kia. Ờ. Lấy nước cho anh Quang. Ờ vậy hả? Còn ở nhà hôm qua không có qua tiếng nấu cháo lòi đỏ nè, ăn. Vậy hả? Cháo đỏ uống trà. Ủa anh trời. Anh giờ anh đẩy đi lấy nước ở đâu, thư viện đóng cửa rồi. Đi mua nước thôi, lấy nước. Mua ở bên chỗ gió heo mây á. Ờ vậy hả? Họ có cái cửa sổ á, kéo cửa sổ ra bỏ tiền coin vô. Có tiền mua không? Có, anh Quang đủ mua 2 bình mà. Vậy hả? 35 xiên bình. Vậy hả? Còn nhớ muốn xiên nữa, chuối này 25 xiên bình. Anh có muốn đi nước, anh vua nước không? Em đi về đường này vô được rồi. Được. Vậy hả? Đó, tối là gia đình cái quần... đó, đường này cắt ngang là tới. Cái quần hôm qua bận đó hả? Hả? Vừa quá ha. Ồ, cái quần này vừa sai anh, vậy là anh bận sai đó. Em mờ rồi anh Tấn ha. À, anh biết gì đó. Ok. Giờ này cũng 7. Tối có người ngủ đây nè. Ở đây hả? À, hả? Nhưng mà mấy người quen thì mình mới biết, mình mới dám đi. Chứ còn mấy người lạ không dám. Có cái này thì có một cái anh Việt Nam thôi. Còn như là mấy người ngoài không à. Ừ. Ngoài Việt Nam anh ở chỗ mà vui lành như thế này à. Uh-huh. Anh ngủ về tiếng anh đi à. Anh Tấn hôm nay, mấy hôm nay thấy anh đỡ hơn, bữa hổm thấy anh be bét quá. Bệnh trời ơi, không dài bệnh. Nếu mà thời tiết cho đi ngủ quá mà. Rồi chiều nay anh ăn gì chưa? Chiều hôm nay hả? Ừ. Cháo đỏ còn, hồi về mới ăn. Ừ. Ăn cháo đậu đỏ với gì? Gì không có gì, ăn cháo đậu đỏ với muối. Ừ. Có đường, bỏ đường vô. Ngày mai cho nó đi mua đường. Ờ. Tại chịu không ta, chịu hết là chịu gì mới hết. Ừ. Mốt phải mua tương nè, chịu nè, muối, đường, đó, gì thôi. Anh mua, anh đi đâu anh phải xách theo chứ để mất. Bữa... Mấy cái gia vị bữa thì... Bữa nào á, em rảnh á, anh cần mấy cái gia vị, em chở anh đi chợ cho anh mua. Nha. Lỗi với khu là người kẻ ly nè, cắt bên đó. Thì bữa nào anh muốn thì hay là anh mua, giờ chở anh đi mua cho anh. Ừ. Ừ. Rồi, nhưng mà anh á, anh phải giữ để mà anh xài, anh xách theo để anh xài, để thôi anh để người ta ăn cắp của anh hết cho anh mất hoài, hiểu không? Thì ngàn biết là tính đi mà quỷ xe cầu cũng như đi nguyên đêm nghỉ đi xuống qua làm sao mới về, hiểu không? Ờ. Rồi họ xuống họ lấy. Đá xoay anh phải bỏ trong xe mấy cái đồ mà anh để trong xe anh á. Bỏ nhiều quá thì mình chở cái lượm như cái gì mình chở không được. Không chở được. Nếu không thì không chở được. Nhiều. Chó nó dữ lắm, Tấn xích ra anh Tấn. Nãy nó sủa, ta lượm hết á. Thôi nãy nó sủa mấy người kia dữ lắm. Ok, cảm ơn anh Tấn, em đi về nha. Ok. Giờ anh đi mua lại, em đi làm đi, em về á. Good night. Good night, good night. Good night. Good night. You take care. See you later. Bye. Anh Tấn. Thôi, nó ở đây nó giữ xe cho em. Bữa hồi tao lấy cái xe mất tiêu rồi, nó còn ngồi trong xe ngủ. Anh Tấn, thứ tư 3 giờ chiều ra đi, em mua dưa hấu em ướp nước đá cho. Ngày thứ tư phải không? Nay thứ hai nè, thứ ba, thứ tư. Nãy làm hằng nhẵn làm thứ hai, thứ ba à? Thứ hai em đi làm mà tại vì em mới chích người em đi làm không nổi. À. Thành ra thứ tư này nè, thứ ba bỏ, nhắc ảnh nghe coi. Em mua dưa hấu cho anh. À, thứ hai, thứ ba không biết tiếng có đây thầy tính thứ tư. Tính hãy đi làm cái ID nè, đặng mấy anh đi làm ai dắt anh đi làm? Đi. Kỹ vậy, kỹ dắt đi. Cái này dắt đi nè. Anh Tấn, nếu như không thứ tư này không được rồi, thứ tư này lại đi phát bánh mì rồi. Nếu mà buổi sáng em làm chắc không kịp. Không, chúng biết chỗ mà, chúng biết cái gì vậy mà đi cái ngày. Ở DMV đường Paloma xa. À, cái anh kia nói đi đây xuống số 7 gặp à. Nó ở xa, đi xa. À, anh coi số 7 không? Đi xa, không có gần đâu. Gần mà nó quẹo số 7 lên gần. No, đâu đó là xa. Gặp anh không có số phone liên lạc chứ không thôi em. Tại vì bây giờ ngày thứ tư em phát bánh mì.
chứ không thôi là em chở đi thứ tư được. Nếu mà nếu mà cái tuần nào mà em nghĩ cái ngày nào nghỉ thêm á, em sẽ nhắn thằng Khôi. Nếu mà có anh em chở em đi cho xa lắm, anh phải đi tới xuống center ha, anh quẹo phải rồi anh đi thẳng xuống hoài anh gặp đường gì eo mà rồi anh mới quẹo trái anh đi thẳng qua tuốt bển xa lắm. Tại vì Trứng không muốn nàng kiểu mà lấy cái thời gian của nàng mà lo cho anh em cái này nhiều quá, hiểu không? Tại vì nàng còn gia đình này kia nữa. Dạ em biết, nhưng mà em ai em cũng giấy tờ em làm được, em thấy xa là em chở à. Nhưng mà tại thường thường đó là em giúp thứ tư, nhưng mà giờ thứ tư em phát bánh mì. Tại cái gì Trứng thấy Trứng làm được là Trứng làm với Trứng. Nhưng mà đi xa lắm chứ không phải gần. Nếu mà gần ở cái chỗ Social Worker là anh đi tới Social Worker là anh đi một đoạn xa hơn từ đây tới đó nữa. Xa thì có gì em cho hay nếu mình chưa làm. Okay, ha okay. Ha ok này. Ok nhưng mà thứ tư này nhớ ra mua dưa hấu cho hỏi đèn kìa nàng ơi. Ừ anh Tư, thứ tư này nhớ ra em phát bánh mì rồi em mua dưa hấu cho anh ướp lạnh em. Okay. Mua đá ok ha. Ok vậy ha. Cái okay, này ha, cảm ơn nàng nha. Rồi không có gì, cẩn thận á. Thôi đi bán mấy cái đèn này á, bữa nào lên ra chứ lấy mà mấy cái chùa làng chùa cho sáng để đóng cửa mờ. Bữa đó em phát cho cái ông người Mỹ kia, em cho đồ ăn ổng á, cái ổng cũng chùi cái đèn cho em vậy á. Chùi lấy cái chùa làng nó ngấm ấm bổ muối vô, cái là lấy bằng chải á tính tăng hả, nó bóng như đèn mới mua luôn vậy hả. À, ok thêm nữa. Ok ok rồi, cảm ơn, good night anh. Dạ hả. Good night. Good night. It was great seeing you again. All right, we'll see you. Thank you. Cậu Helen mới quay á. Cái cậu Helen mới vừa quay á là cậu Mễ mà Lai nói là hôm sao chạy xuống tới đây rồi. Ủa? Nhanh vậy? Chạy qua luôn cái đường đi về luôn mới ghê. Lai không có thích cái nhóm này tại Lai nói cái cậu này giống như là láo cá lắm. Nhưng mà thật sự mình cho đồ cậu mấy lần rồi, cậu mỗi lần mình cho đồ á mình đều nói du phải khua với mấy người ở đây rồi kia be nice rồi cái Hy nói ok thành ra cũng được, tùy theo cái cách xử của mình thôi. Thì cậu hơi sốc chút xíu thôi, nhưng mà ăn thua cái cách đối đãi của mình thôi. Hai quỷ sứ này. Hola bye. Đây là thư viện tối rồi, vô cục lên rồi cả nhà. Thôi bây giờ Helen về thôi, thư viện giờ đông quá, đi ra đây phát quen rồi thấy bình thường cả nhà, chứ còn không á nhiều người cũng sợ lắm cả nhà. Mình thì chả có gì sợ hết, biết là quen rồi. Hai nhóc nữa. chạy đua không đó, vợ cũng dễ thương, mình thấy nó thấy mình tốt nó cũng dễ thương lắm cả nhà. Hai nhóc giờ đi về hay là đi hôm nay ở nhà nghỉ bệnh cha, chắc được mấy cái video đó nghe cả nhà, tối quá hay là quay ra ngoài nha cả nhà. Chiều nay Helen đem ra, cả nhà thấy mình bưng đồ ra cho hồi chiều nay không? Lúc đầu cho quá trời nhiều cả nhà, tới khi xuống chỗ anh Quang á, trời ơi có mấy người mới ra đó, không có cho, phải chia đồ của nó chừa cho anh Quang hết, cũng tội nghiệp ảnh. Nhưng mà thấy ta thiếu á, vậy mà còn mấy người lại nói ghé, thấy mình ghé lại xin đồ ăn á, cả nhà. Ông Mễ đó ông hay xin đồ ăn của mình, ổng hiền lắm, mà mình phiêu bá dễ sợ luôn á, có 3-4 người hỏi đồ ăn của Helen á. Thường mấy người nói tối xuống suối sợ này kia, chứ thật sự Helen xuống đó. Cái khu tại vì xuống chút xíu là gặp mấy cái anh Việt Nam rồi, thành ra xuống chút à. Dạ rồi, với lại mấy anh đó cũng biết, nói chung ăn thua cách đối xử của mình thôi cả nhà. Mình tốt với người ta nhìn thấy cái sự cái chân thành của mình, đối xử tốt với người ta là người ta tốt với mình. Thành ra Helen hô hào lên một tiếng là có mấy ảnh liền à. Cả nhà thấy rồi đó, lần nào Helen ra Helen cũng cho đồ phà luôn vậy đó, cho mà hết đồ thì mới thấy vui, chứ không phải là cho mà giống như người ta đâu. Helen là cho hết luôn, hôm nay thật sự là không còn cái gì đem về luôn cả nhà. Vui không?
Sao không chạy vậy bác? Trời đất ơi, sorry. Trời ơi, ảnh đắm đuối. Ở bên Mỹ này bóp kèn là mất lịch sự lắm cả nhà. Nhưng mà mấy chiếc xe chạy qua rồi mà cái người phía trước cũng không có để ý. Nó thành ra Helen xin lỗi, phải bóp kèn chứ để xe sao người ta tưởng Helen stop đi. Trời ơi, như này. Trời ơi, con nhỏ này giờ nó đi nhảy múa lung tung vậy đó. Đầy đường hết trên cả nhà ơi. Nhỏ đó, nhỏ người Mỹ đen á. Lâu lâu Helen gặp Helen cũng cho đồ nó nhiều lắm. Biết hết trơn. Hôm lát vòng vòng San Jose này Helen biết mặt hết đó. Nhiều đó đủ cả nhà biết là Helen đã làm cái công việc này bao lâu rồi đúng không? Biết hết, ngõ ngách nào không biết hết trơn. Bây giờ mà dám xuống suối buổi tối nữa là cả nhà biết rồi đó. Ông xã mình chắc ông biết, ông không có ông không có la, ông biết mình mà nằm ở nhà một chỗ là ông biết mình không chịu nổi rồi đó. Mình khó chịu lắm mà mình không còn sức để đi do cái vaccine nữa. Còn hôm nay ông để mình đi xả láng đâu gọi mình đâu. Ông biết tánh Helen, Helen phải làm như vậy thì Helen mới thoải mái trong người, mới vui vẻ mới được, mà trong người mới được. Chứ còn không là Helen nó boring rồi hả, không có cởi mở. Bà thích thì tôi chèo. Gặp ai cái gì cũng hứa chứ. Mà không nhớ, biết nhớ để cho không. Bây giờ kêu anh đưa cho anh Phụng một tấm bạc lớn, để anh Phụng đưa cái tấm bạc nhỏ đó lại cho anh Quang. Đó là một cái. Hứa với anh Tấn đem dưa hấu ướp lạnh. Hai cái. Gì nữa, còn hứa với ai gì nữa không ta? Hứa với chị Mai, nếu mà trên đường là giấy tờ cần giúp gì, lặt vặt hay là giúp. Ba người, còn ai nữa không ta? Xin lỗi, cái xe hai lần kiếm dơ quá. Công nhận hết thuốc cái trong người khỏe hẳn lên luôn. Ok. Chưa bao giờ, bây giờ vẫn còn 86 độ cả nhà. Chưa bao giờ mà đi quay phim mà tới 7 giờ rưỡi mới về tới nhà hết cả nhà. Hay là đi ra là phải chừng là phải làm được mấy cái phim á. Rồi phải kêu dời xe, không có chỗ đậu rồi cả nhà. Đây bên đây bóng rác không đậu được, phải kêu ông xã mình ra dời xe rồi. Ok cả nhà.